Nhận định trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines thắng đẹp để tiến vào bán kết. Thưa quý vị, sau lượt trận đầu tiên của bảng C giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam hiện có 3 điểm và tạm dẫn đầu, trong khi U23 Philippines có 1 điểm. U23 Lào chỉ bỏ túi 1 điểm sau 2 trận nên chắc chắn bị loại. Vì thế, tấm vé vào bán kết của bảng này sẽ được quyết định sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8. Ở trận đấu này, U23 Philippines phải thắng mới chắc chắn đi tiếp và sẽ bị loại nếu hòa hoặc thua. Còn U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là cầm chắc tấm vé đi tiếp vào bán kết. Thế nhưng, một chiến thắng thuyết phục cùng ngôi nhất bảng C để tiến vào bán kết mới là điều mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng đến. Trước đó, ở trận ra quân, dù thắng đậm U23 Lào 4-1 nhưng U23 Việt Nam vẫn không làm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng. Sự thiếu tập trung, khả năng kiểm soát bóng chưa thực sự tốt là những vấn đề mà U23 Việt Nam cần cải thiện. Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines không còn gì để mất và đội bóng này chắc chắn sẽ nỗ lực gây ra khó khăn cho U23 Việt Nam. Do đó, màn đọ sức giữa hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Ở trận gặp Philippines, có lẽ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có nhiều sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát nhằm tạo cơ hội cho tối đa các cầu thủ được vào sân, đồng thời cũng đảm bảo lực lượng tốt cho U23 Việt Nam trong điều kiện thi đấu với mật độ 2 ngày 1 trận.